Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Sáng 17 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Tham dự phiên khai mạc còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ thông qua diễn đàn đại hội mặt trận các cấp, nhân dân đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được, nhất là thành tựu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, thông qua đây, các tầng lớp nhân dân cũng bày tỏ mong muốn đảng và nhà nước tiếp tục có chủ trương chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đi đôi với khơi dậy tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến của mọi tổ chức cá nhân, đóng góp trí tuệ công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Chiến nhấn mạnh đại hội lần thứ 10 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách sáng suốt của đại hội. Nhằm hướng dẫn thực hiện luật đường bộ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2024 quy định thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác. Theo đó, 5 nhóm xe phải chịu phí sử dụng cao tốc chia làm 2 mức. Cụ thể, mức 1 áp dụng với cao tốc đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn. Mức 2 áp dụng với cao tốc chưa đạt chuẩn như chưa có trạm dừng nghỉ, đường gom, làn dừng khẩn cấp. Được biết, nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, nhưng hiện Bộ Giao thông Vận tải chưa có thông báo ngày bắt đầu thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam ước tính số phí thu các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư có thể đạt 3.210 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách 2.850 tỷ. Tới đây, các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đều được lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS, trong đó có thu phí tự động không dừng. Hiện 12 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư đã đưa vào khai thác có thể thu phí gồm Lào Cai, Kim Thành, Hà Nội, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Cao Bồ, Mai Sơn, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Cam lộ, La Sơn, La Sơn, Hòa Liên, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây và Mỹ Thuận, Cần Thơ. Giá vàng nhẫn 4 số 9 trong sáng ngày 17 tháng 10 tiếp tục tăng, phá đỉnh vừa lập hôm qua để thiết lập đỉnh mới. Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn vượt 84 triệu đồng một lượng, cao nhất tiến sát mức 84,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được SJC, BNG và Doji giữ giá niêm yết ở mức 84 triệu đồng một lượng mua vào và 86 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn ở mức 86 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng nhẫn 4 số 9 đã chính thức xác lập đỉnh mới ở mức 84,33 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16 tháng 10 lên 2.674,2 đô la Mỹ một ounce, tăng 12,3 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 17 tháng 10 theo giờ Việt Nam tiếp tục lên 2.684,2 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 81,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,7 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,03 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Viettel vừa trở thành nhà mạng di động đầu tiên ở Việt Nam cung cấp thương mại dịch vụ 5G với hơn 6.500 trạm thu phát sóng BTS phủ sóng 100% khu vực của 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng cho biết tốc độ 5G không mượt như quảng cáo của nhà mạng. Tại nhiều khu vực, người dùng phản ánh điện thoại nhận được sóng 5G, nhưng khi đo tốc độ chỉ tương đương 4G, thậm chí còn thua tốc độ 4G.
Cùng thời điểm nhà mạng công bố phủ sóng 5G, kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, gần 250.000 thuê bao di động sử dụng điện thoại 2G đã bị dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều. Theo lộ trình, sóng 2G sẽ dừng phát từ 0 giờ ngày 16 tháng 10 trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, trừ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nha Trang DK. Sau thời điểm này, tất cả các thuê bao 2G only sẽ không thể gọi điện, nhắn tin được nữa. Trước đó, các nhà mạng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm chuyển đổi lượng thuê bao 2G only còn hoạt động sang thuê bao 4G. Các nhà mạng đều chuẩn bị số lượng máy điện thoại 4G để hỗ trợ bù máy, hỗ trợ 100% kinh phí cho các thuê bao 2G only của mình. Lãnh đạo Triều Tiên xác nhận đã cho nổ nhiều đoạn trên tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, các tuyến giao thông đã bị phong tỏa hoàn toàn sau vụ nổ. Tuyên bố này xác nhận thông tin trước đó từ quân đội Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng đã cho nổ nhiều đoạn thuộc tuyến đường Cheonggui và Donghae nối liền hai nước. Theo KCNA, đây là biện pháp hợp pháp, không thể tránh khỏi và phù hợp với hiến pháp Triều Tiên, trong đó xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Các vụ nổ diễn ra trên đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở phía đông và phía tây biên giới với Hàn Quốc. Cũng theo KCNA, những biện pháp này được thực hiện do tình hình an ninh nghiêm trọng dẫn đến bờ vực chiến tranh khó lường, do hành động khiêu khích chính trị và quân sự từ các lực lượng thù địch. Hàn Quốc và Triều Tiên kết nối bằng đường bộ và đường sắt dọc tuyến Cheonggui, nối thành phố biên giới phía tây Paeju của Hàn Quốc với Kaesŏn của Triều Tiên và tuyến Donghae dọc bờ biển phía đông. Đây là thành tựu của thời kỳ quan hệ hai bên giảm căng thẳng, trong đó có hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in. Các chuyên gia cho biết hạ tầng giao thông mang tính biểu tượng này đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng phá hủy nó sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán với Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ trích Bình Nhưỡng hành động khiêu khích cực kỳ bất thường, thêm rằng Seoul sẽ chi số tiền lớn để xây dựng các tuyến đường này. Cơ quan này cho hay Triều Tiên vẫn có nghĩa vụ hoàn trả khoản tài trợ đó. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 16 tháng 10 xuất hiện trong chương trình Special Report, bản tin đặc biệt của Fox News, được ghi hình tại bang chiến trường Pennsylvania, đánh dấu lần đầu bà nhận lời phỏng vấn với kênh truyền hình được coi là sân nhà của đối thủ Donald Trump. Trả lời câu hỏi về bình luận gần đây rằng bà sẽ không hành động khác chính quyền Tổng thống Joe Biden, bà Harris nói nhiệm kỳ Tổng thống của mình không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Bà sẽ mang đến những trải nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp và ý tưởng mới mẻ. Bà cho biết bà đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể hướng hành động để làm rõ luận điểm này. Theo AFP, bà Harris liên tục tranh cãi với người dẫn chương trình Greg Bear về những vấn đề nóng thu hút sự chú ý của cử tri. Ứng viên đảng Dân Chủ có lúc phải đề nghị được hoàn thành câu trả lời trước khi tiếp tục nhận câu hỏi. Reuters cũng mô tả cuộc phỏng vấn là nảy lửa, hai bên liên tục tranh luận và Phó Tổng thống tỏ ra bực bội. Chiến dịch tranh cử của ông Trump mô tả cuộc phỏng vấn này hoàn toàn thất bại. Caroline Lavick, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay Kamala nổi nóng, bị dồn ép và một lần nữa rũ bỏ trách nhiệm đối với các vấn đề người Mỹ đang phải đối mặt.